Một nhân tố vô cùng quan trọng, góp phần làm nên những đội hình mạnh và có khả năng làm đảo lộn tình thế, giúp người chơi đấu trò chân lý lật kèo về sau, không ai khác chính là các nâng cấp công nghệ. Xin chào các bạn đến với series Cờ Với Nắng. Video này thì mình sẽ giới thiệu với các bạn combo lõi sinh ra là để top 1. Cụ thể là chúng ta sẽ dùng những cái lõi này để phát 9, hướng đến bài đấu có sức mạnh khủng khiếp nhất mà ai không thèm khát, chính là Exodia. Có nhiều bạn cũng đam mê 5 tiền như mình nhưng mà lại không biết làm cách nào để chơi, thì rõ ràng video này là câu trả lời. Mình thấy đây là con đường nhanh nhất và dễ dàng nhất để từ top 1 rồi đấy. Bạn mà không tới được nữa thì tại bạn. Còn muốn biết là lõi gì và dùng như thế nào thì chúng ta vào game luôn nhé. Mình có nghe đâu đó câu nói, nếu không thể thắng thì bạn hãy thua thật nhanh để có thể đánh game khác và xếp tham. Nhưng mà chắc đấy là nói người khác, chứ trận này mình là người sống sót cuối cùng nha. Và khá phù hợp với câu nói vừa rồi thì trận đấu này sẽ là một trận vô cùng khát máu, khi mà thành phố Piltover, xưởng của JC được boost và legend dẫn dắt mình là Aurelion Son. Đồ khởi đầu sau 3 rau quái của mình là một cung, một váy và một găng. Form bài khởi đầu với Ire 2 bắt được ở rau quái thứ 2. Mình bắt về thêm các tướng liên quan như là Samira với cả Noxus. Vòng chọn lõi đầu tiên với chiếc lõi quen thuộc khuyến mãi kinh nghiệm để mình có thể phát 9 và tìm kiếm 5 vàng 3 sao mà không cần phải suy nghĩ thêm gì về hai cái lõi còn lại. Colette cũng xuất hiện sau khi mình chọn lõi xong và mình up luôn level 4 để kích 3 Noxus cộng với cả Ire 2 sao. Đối thủ đầu tiên mình gặp là Samira 2 cộng với hai can trường có Poppy 2, nhưng mà Ire của mình nói không, sức chống chịu là quá nhiều và đam DPS sát thương theo thời gian của team mình cũng nhiều luôn. Mình có được chiến thắng đầu tiên. Đối thủ ở 2.2 mình gặp nhìn bài con phe lớn của mình với Bionia cộng với cả Warwick full 1 sao luôn. Còn nhìn hàng trầu của cái ông này đi, toàn đôi thông là đôi thông, có vẻ như là ông này lấy vé trúng thưởng nhưng mà lại hơi đen. Mình dễ dàng có được chiến thắng ở vòng này. 2.3 mình thay Swain vào chỗ Clet để thêm tanh. Team Noxus tiếp tục thể hiện được sức mạnh khi mà với 4 chép trong đấy thì có 3 chép 1 sao nhưng mà vẫn thắng được cái nhà Demacia đồ tệ này ở chết 5. Eraser Wayne với cả Samira đếp quá ổn luôn. Vòng đi chợ phải lấy đồ thứ 3 thì mình cũng không có quá nhiều sự lựa chọn, lấy về The Swain cầm váy, hy vọng là sẽ lên được 2 sao thêm tanh và có thể lắp được vuốt rồng nếu mà cần để tiếp tục đếp. Game thấy được nguyện vọng của mình nên là cho hẳn 2 con Swain luôn ạ. Cho đi mình xin thôi. 2.5 mình lắp luôn vuốt rồng cho Ire sau khi check qua một lượt các nhà và thấy có nhà chơi phép rồi. Level 5 được up và mình cho thêm Samira 1 vào sân để thêm đam vì tanh đã tạm ổn. Thật ra là tại vì mình đang có 19 tiền nên là mình mong là round này thắng để tích được 20 tiền làm kinh tế đấy. Thông minh lắm. Và mình gặp luôn một nhà hiệu triệu nhân full 1, ngọn lửa Huy Trích dễ dàng được thắp lên. 2.6 để giữ lại ngọn lửa này thì mình tiếp tục check nhà và xếp sao cho hợp lý vì dấu tích vẫn được đánh vào cái nhà đang cháy kia nữa. Vâng, và game này họ không cho hai vua nên là đánh gặp nhau thôi. Nhà họ thì tanh bằng hai Taric 1 sao có đồ và dùng đam từ Jerry cầm diệt. Jerry bắn rất nhiều với 3 ca đam nhưng mà sát thương không được đảm bảo vì tanh của mình quá trâu. Swain hóa quỷ tăng nhiều máu, chưa kể là Ire 2 còn cầm vút rồng giảm đi lượng đam từ Soraka team bạn nữa. Một chiến thắng không thể thuyết phục hơn để tích đủ 30 tiền với cái chuỗi thắng 5 cho mình. Đập đá cho mình khá là nhiều đồ, một cung, một BF, một giáp, một đai và khá tiền để tích lên được con số 42. Ý đồ phát 9 để đánh Exodia là rõ ràng nên là mình lắp full lượng đồ rơi ra với đại bác và vô cực cho Samira, giáp lửa cho Swain luôn. Up level 6 luôn để giữ lại cái chiến thắng này thì mình gặp một nhà đang đếp bằng Zenith 1 sao nên là khá là dễ dàng ở 3.1. Tiếp tục là 3 chiếc lõi kim cương vì đây là map sửa của JC mà. Đập vào mắt mình là chiếc lõi quỹ phòng hộ được coi là chiếc lõi đi cùng với combo khuyến mãi kinh nghiệm gần như là sẽ top 1 nên là mình lấy luôn. Mặc dù khả bảo thạch cũng khá là ngon không hề kém đấy. Còn gì sướng hơn khi mà vừa lên cấp nhanh lại còn vừa nhiều tiền nữa. Thời tới đây rồi. Tiếp tục đếp tốt với một nhà vẫn đang dùng tướng rơi ra từ lõi quả sinh nhật nhưng mà có vẻ là nó hơi lộn xộn. Mình giữ được chiến thắng thứ 7. Hai Jerry liên tục xuất hiện trong cửa hàng nhưng mà mình thấy đam sẽ không ổn bằng Samira nên là không bắt, và một phần nữa là để tích đủ 100 tiền càng sớm càng tốt, tối ưu lõi quỹ phòng hộ. 3.3 mình gặp lại người anh em up level 5 bị mình cắt chuỗi ở đầu game. Có vẻ như là bạn hơi xui khi mà giờ mới chỉ được một con Poppy 3 sao, còn lại thì mới 3 con. Lượng sát thương từ kêu 2 đã ít rồi mà lại có level 5 nữa thì no hope cho ông này. Mình tiếp tục cháy vào số 8. Đến với vòng đi chợ với tâm lý rất thoải mái khi mà vừa có đồ đam vừa có đồ tanh rồi nên là không có lo lắng gì sất. Mình lấy về được con Warwick cầm BF để tí nữa sẽ tối ưu thêm một đồ cho Belvet. Áp được level 7 bằng tiền thừa và cho thêm Warwick vào sân. Giờ thì mình không phải lo lắng là có giữ được chuỗi hay không nữa vì gần như là bài mình không update được thêm gì nhiều nên là cứ chill chill thôi. Và đúng thế thật, mình gặp một nhà cũng lấy khuyến mãi kinh nghiệm cũng đang đếp bằng Samira với cả Noxus nhưng mà người ta Samira 2 rồi, trời ơi. Hơi tiếc vì phải để thua một chết. Warwick tự lên đài, lên từ ra trước thì có phải là ngon không? Lêu lêu cay. 3.6 thì mình gặp một nhà hiệu triệu nhân cũng lấy khuyến mãi kinh nghiệm cũng định lên 9, đang đếp bằng Teemo cầm đồ, tanh vào lượng hồi máu
từ nhà này là nhiều với Batagon, nên là mình tiếp tục để thua với một chết. Ra sói trả cho mình 3 mảnh đồ là một BF, một nước mắt và một đai, cộng với cả một Neko hạng nặng. Cơ hội 5 tiền 3 sao là đây chứ còn gì nữa. Lên được level 8 với 120 tiền thừa, kẹp thêm Taric vào sân, mình tiếp tục đép. 4.1 thì mình gặp một nhà Zeri với chủ lực 3 đồ, hai lỗi đánh nhau, tất nhiên là đấm mình vỡ đầu chảy máu rồi. Chiếc lõi kim cương cuối cùng, bài học đắt giá sẽ là một sự lựa chọn thừa khi mà mình đã quá nhiều vàng về kinh nghiệm rồi. Mình cần một cái lõi đánh nhau hơn nên là sẽ bỏ qua lõi này. Vương miện chiến thuật sẽ ổn nếu như mà mình kẹp Ari đánh với 4 hiệu triệu nhân, nhưng mà hiện tại đồ Ari chưa có nên là mình cần một cái lõi đánh nhau khác. Kho thần tích có thể chọn đồ cho Belvet, nhưng mà lõi đánh nhau cho cả team sẽ ok hơn, ví dụ như là giãn cách xã hội hay là hút máu siêu công nghệ gì đấy chẳng hạn. Mình roll cả 3 lõi và không có một cái lõi đánh nhau nào cả. Dụng cụ chiến thuật sẽ ok nếu như mà mình đủ form rồi và có lõi đánh nhau rồi. Trang bị đầy đủ sẽ là phù hợp với thành phố Surima hơn. Chứ trận lần này thì mình ít đồ quá không thể hack thêm đồ được. Hết sự lựa chọn rồi, mình đành phải lấy trang bị Pandora để có thêm đồ cho carry vậy. Hơi đen nhưng mà không sao, với combo lõi trước thì mình vẫn tự tin là sẽ giành được top 1 thôi. Với 37 trên 84 kinh nghiệm để tiến tới level 9 và 116 tiền thì mình lên 9 với hơn 80 tiền thừa và roll rất nhiều. Vì lobby này cũng rất là nhiều nhà lấy khuyến mãi kinh nghiệm, nếu mà mình không lên sớm thì khả năng là tướng sẽ bị bắt hết. Roll cả tiền thì mình cũng thay được form với khá là nhiều một sao, nhưng mà ít nhất thì nó 5 tiền cầm đồ vẫn tín hơn là con 1 tiền đúng không các bạn. Gặp một nhà Afe với 4 băng khá là khó chịu do chưa lấy được thêm đồ từ Pandora nên là mình phải để thua round này. 4.3 BVS 2 được update nhờ Neko và được lắp thêm huyết kiếm để carry. Kasate lên 2 và Ari cũng xuất hiện với khả bảo thạch được mình trao cho. Mình chính thức cạn tiền. Người anh em kêu này cũng đã lên 9. Sức mạnh của kêu ở level 9 được tăng đấy, nhưng mà mỗi con kêu được update thì không thể thắng được bài mình. Ở chậu có xẻ khá là ngon, nhưng mà tiếc là Belvet của mình đã full đồ rồi nên là mình không thể lắp cho nó ở Ionia được. Lấy thêm về Kalista cống găng vậy. 4.5 tiếp tục gặp một nhà kêu, nhưng mà kêu này khác với kêu kia. Full 3 sao với khá đồ tệ, cộng với cả khả bảo thạch quá mạnh. Poppy liên tục khất tanh của mình đi. Mặc dù là Belvet đã giết được những vị tướng ít máu của đối thủ, nhưng mà tiếc là nó lại rơi vào tầm ngắm của kêu và liên tục ăn quạt vào mồm. Belvet nằm xuống thì Ari cũng chịu, chưa thể cứu được mình khi mà nó mới chỉ 1 sao. Thua các bạn ạ. Giữ lại được lượng máu 59 sau khi mà thắng cái nhà thách đấu này. Gia xua của họ mới chỉ 1 sao thôi nên là không có quá nhiều đam. Chắc là do thấy nhiều nhà lên 9 quá nên là ông này quyết định đánh ở 8 ấy. Truy xuyên phá ánh sáng được mình lắp cho Ari. Round chim cuối cùng trả cho mình khá đồ. Và mình dành thêm một chiếc Sojin cho Ari luôn chứ không đợi Blue nữa. 5.1 xe lên 2, Sion và Ari sau khi mà mình roll bằng nghĩa đồng tiền thừa thì cũng lên 2 nốt. Các carry gần như là đã lên 2 hết rồi trừ Hammer, nhưng mà không sao, như vậy là quá ổn rồi. Giờ thì mình sẽ tiếp tục check nhà xếp bài thôi. Ông Afe 4 băng ngày trước ức hiếp mình khi mà bài mình full 1 sao, giờ thì lãnh luôn cái cuốc sau khi mà Ari tung một cơn sóng thần. Check bài thì thấy đến bây giờ những khuyến mãi kinh nghiệm khác mới lên 9 và đang xoay, trong khi bài mình đã full và chỉ cần eco thôi. Các bạn đã thấy sức mạnh của đồng tiền chưa? Ôi giời ơi, vừa thấy ông này đang xoay xong thì gặp mình luôn. Tanh thì 1 sao, Belvet cũng 1 sao, Ari không có thì đam ở đâu ra bạn ơi. À quên đấy, tướng mình bắt hết rồi còn đâu mà roll nhỉ. Có vé trúng thưởng thì cũng ngon, nhưng mà không còn cơ hội mà roll nữa đâu. Thôi thì lụm về top 5 về để game sau roll tiếp nhé. Các nhà lên 9 gần như là đã dừng lại hết rồi. Và đây là thời gian để mình âm mưu lên 5 vàng 3 sao. 5.3 thì mình gặp cái nhà hiệu triệu nhân Kama team mà ăn ngay cái vút rồng vào mặt và trưởng lấy trưởng để, nhưng mà chẳng chết được ai. Belvet với cả Ari của mình vẫn hoạt động hết năng suất, clear team bạn trong phút 1 để tiếp tục cháy lại. Định lấy Kasante ở chợ nhưng mà ông kia lấy mất tiêu nên là thôi mình lấy Sion về. Sion tự ra thêm một con trong cửa hàng và mình có 5 Sion. Người anh em đánh thách đấu cũng đã nở trứng, có giáp chết và khá là nhiều tiền. Kai'Sa cũng sắp lên 3 rồi, căng đấy. Lâu lắm mới gặp lại cái nhà Zeri này. Zeri bắn thì cũng lực, nhưng mà làm sao lực được bằng Belvet với cả Ari team mình. Cuộc chiến chỉ còn lại 4 nhà và mình đang cháy lại về số trận là 5. À đúng mà cắn vào lưỡi. 5.6 mình gặp lại thách đấu. Sếp là rất hay khi mà để Yasuo chăn chối vào Ari team mình, lại còn may chiếu ánh sáng lắp sau. Nhưng mà Yasuo bay màu chỉ trong một lần hút linh hồn của Ari. Sự trừng phạt với 4 máu còn lại dành cho ông này là thích đáng khi mà dám ôm Sion trên hàng chờ. Lấy thêm đồ tanh từ rồng ngàn tuổi cho Kasante của quẩy được chút. Mình gặp bóng nhà Zeri ở 6.1 nên là chiến thắng khá là dễ dàng. Hai người còn lại thì tranh nhau cái top 2 và nhà Zeri là nhà chiến thắng. Nhận thấy cơ hội khi mà nhà cầm Sion của mình đã chết, mình bắt đầu roll rất nhanh và rất nhiều. Sion thứ 6, Sion thứ 7 vỡ kia. Người anh em này đầu hàng luôn, đã không có cho mình lên 3 sao. Trời ơi, làm người ai làm.
À nhầm, làm người ai làm thế, ác quá bạn gì ơi. Thôi đấy, dù không lên được 5 tiền 3 sao, nhưng mà mục đích chính của video này là dùng lõi combo Pro VIP sinh ra để top 1 thì cũng đã quá mỹ mãn rồi phải không các bạn? Nếu mà các bạn cũng đồng ý với mình thì nhớ là để lại một like, mà comment nữa thì tuyệt vời luôn. Cảm ơn các bạn đã xem video và chúc các bạn leo rank vui vẻ.